chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc review chuyển việc. Chi tiết cụ thể của công việc, tư phỏng vấn và các vấn đề liên quan các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi bạn tới tham dự và sẽ triển khai bên mình. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc là làm việc cho viện điều dưỡng chuyên tâm trung tâm chăm sóc hỗ trợ người già, người khuyết tật. Địa điểm làm việc các bạn sẽ ở tỉnh Chiba, thời gian làm việc sẽ shift tổ C, mức lương khởi điểm các bạn sẽ từ 18 đến 20 man và sẽ được tăng dần theo năng lực và thời gian các bạn làm việc. Nếu các bạn quan tâm hãy đến buổi sẽ 90k để hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Hiện tại buổi sẽ 90k bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ 2, thứ 6 lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi mình giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc các bạn sẽ hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp với phỏng vấn. Tất cả vấn đề thắc mắc liên quan các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi bạn tới tham dự buổi sẽ 90k bên mình. Chào các bạn.